Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc một cháu bé tử vong tại nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn. Theo đó, vào chiều ngày 3 tháng 4, giáo viên tại nhóm lớp độc lập tư thục trên đường Hồ Sĩ Đống, phường Hòa Hiệp Nam phát hiện bé trai 15 tháng tuổi đang học tại lớp có dấu hiệu ngừng thở khi đang ngủ tại nhóm trẻ. Ngay khi phát hiện sự việc, nhóm trẻ đã báo cho gia đình cháu bé và cùng gia đình đưa cháu đến trung tâm y tế quận Liên Chiểu và sau đó là bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng để cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, bệnh viện xác định cháu bé đã tử vong. Ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình. Công an quận Liên Chiểu đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.